mỗi lần làm việc với UDG thì mình luôn dành một niềm tự hào nhất định. Tại vì UDG luôn có một cái gì đó mới mẻ và sáng tạo. Gaia thì cũng như các show trước đây thì mỗi lần tập, mỗi thời gian tập là mỗi ngày luôn, thì tụi mình đều có một cái cảm giác cái gì đó mới. Tại vì sự sáng tạo nó liên tục, ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng phải nổi da gà vì ai đó sáng tạo ra cái gì đó rất là hay. Xong rồi cảm giác ghê quá trời ơi. Đó là một cái điều mình rất thích ở UDG. Và Gaia cũng vậy, nó chắc chắn sẽ hơn những cái show trước đây của mình, giống như Business hay gì đó, thì nó sẽ cao hơn hẳn và càng ngày cái level nó càng up cao hơn. Cái ý tưởng Gaia đến từ rất là nhiều cảm hứng. Cái chương trình này thì thực ra Huy và UDG bắt đầu từ 2016. Thì lúc Huy chia sẻ cái đó với UDG và trong 4 năm vừa rồi là tự nhiên mình thấy là mấy cái bài mình suy nghĩ và mấy cái ý tưởng nó luôn luôn liên quan về thiên nhiên ha. Yeah, mọi thứ là thiên nhiên, về muôn thú nè, về nhân tố, về cuộc sống, quan hệ. Thì Huy thấy bây giờ là cái thời rất là đúng để làm một cái chương trình như vậy. Thì Gaia nó sẽ nói chính xác, nói rất nhiều về môi trường. Vì ở Việt Nam thì rõ ràng ở Việt Nam cái môi trường nó đã ô nhiễm nằm ở top thế giới rồi. Thì một là chúng mình muốn đánh mạnh về vấn đề môi trường cho mọi người cùng biết. Cái thứ hai là mình muốn tất cả mọi người phải đồng lòng về một hướng để giúp cho cuộc sống này tốt hơn. Cái tên của cái show là Gaia, We Are One, chúng ta là một. Tại Huy biết là ai cũng biết mấy cái vấn đề môi trường hiện tại. Cái cuộc sống của mình chỉ có một cơ hội. Cái nơi của mình, cái nhà của mình, cái nước của mình chỉ có một. Thì mình phải suy nghĩ sâu hơn. Tại nhà của Huy, cái nhà, lúc Huy ở, ăn uống, ở, nếu mà xong, nếu mà đốt cháy ha, có vấn đề thì mình có thể thuê ha đi chỗ khác. Nhưng trái đất, nếu mà nó đốt, nếu mà nó xong, nếu mà nó hết, mình sẽ đi đâu? Đó là cái mình Huy muốn nhiều người để ý nhiều hơn. Tại vì mình sẽ không có một cái trái đất khác đâu. Thì thực ra Gaia là cái hồn của trái đất, mẹ, người mẹ của thiên nhiên. Và trong cái chương trình này thì Huy sẽ chia cái chương trình trong 4 phần: Grace, Animal, Intelligent, All, cũng viết cái tên Gaia. Thì Gaia là mọi thứ trong cái 4 phần này. Nếu mà không có một trong 4 thì mình không có cuộc sống, mình không có con người. Và cái đó cũng là cái số 4 nó rất là quan trọng, tại mình cũng có 4 cái yếu nhân tố: nước, lửa, gió, đất. Và mình cũng có 4 cái nhân tố của yêu thương. Thì Huy muốn mọi người thấy rõ hơn, để ý rõ hơn cái cách sống của mình. Mình có thể làm cái gì khác biệt hơn, mình có thể connect, kết nối với nhau tốt hơn thế nào để trở thành chúng ta là một và giúp Gaia.
hiện tất cả những cái gì đó thật nhất có thể và hoàn toàn ở sâu bên trong tụi mình ra. Và mình hy vọng khán giả có thể hiểu được tất cả những thành viên của UDG. Và khi tiết mục hoàn thành thì tất cả khán giả đó có thể hiểu nhau luôn. Mình muốn mang đến điều đó. Và tụi mình tập luyện trong thời gian 2 tháng thì tụi mình nghĩ là show Gaia này nó sẽ gây ấn tượng và thật sự là một cái show tốt nhất, ý nghĩa nhất và đặc biệt nhất từ trước tới giờ mà mình tham dự cùng với UDG.